Chào mừng quý gia chủ đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Bếp Sinh. Trong video này, Nhà Bếp Sinh sẽ cập nhật tiến độ dự án Master Lumi ở Riverside. Xin mời quý gia chủ cùng theo dõi. Lumi Riverside sở hữu quỹ vị trí vàng trên mặt tiền đường xa lộ Hà Nội và cũng là quỹ đất cuối cùng tại Thảo Điền, hứa hẹn sẽ là nơi an cư lý tưởng, ngôi nhà đáng mơ ước dành cho những chủ nhân tương lai. Dự án Maxi Lumi Riverside còn sở hữu tiềm năng cực lớn về vị trí, mong muốn đem lại những giá trị thực để trao đến quý khách hàng. Chủ đầu tư đã không ngừng nỗ lực để kiến tạo nên những công trình vượt trội, đem đến một không gian sống hoàn mỹ cùng hệ thống tiện ích dịch vụ đỉnh cao. Nhà Bếp Sinh rất vui khi được đồng hành cùng quý cư dân trong dự án Lumi Riverside. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý cư dân những trải nghiệm tốt nhất. Đồng thời, Nhà Bếp Sinh luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu, mong muốn mang đến không gian sống độc bản và tiện nghi, hay quý cư dân nói lên phong cách sống. Mời quý cư dân cùng tham khảo mẫu nội thất căn hộ Lumi Riverside. Nhà Bếp Sinh là đơn vị thiết kế và thi công nội thất với nhiều năm kinh nghiệm, đồng hành cùng hàng trăm quý cư dân tại nhiều dự án khác nhau trên khắp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, sở hữu nhà máy sản xuất với diện tích lên đến 4.000 m², sản phẩm không qua trung gian nên đảm bảo giá thành luôn ổn định, chất lượng cao và luôn dẫn đầu xu hướng thời đại. Nhà Bếp Sinh với đội ngũ kiến trúc sư lành nghề, nắm bắt xu hướng nên đảm bảo các phong cách thiết kế luôn đa dạng, từ phong cách hiện đại, tân cổ điển, wabi sabi đến phong cách Japanese, đều được chăm chút tỉ mỉ để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của quý gia chủ, mỗi phong cách nội thất đều mang một vẻ đẹp riêng. Không chỉ giúp ngôi nhà trở nên hấp dẫn và cuốn hút hơn, các phong cách thiết kế nội thất còn thể hiện tính cách và gu thẩm mỹ của gia chủ. Trên hành trình 10 năm kiến tạo không gian sống, Nhà Bếp Sinh tự tin sẽ luôn làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, xây nên những tổ ấm mới mang hơi thở thời đại, vừa tiện nghi vừa tối ưu công năng giúp gia chủ tận hưởng cuộc sống cách trọn vẹn nhất. Tham khảo thêm những mẫu nội thất khác tại kênh YouTube Nhà Bếp Sinh hoặc website www.nhabepsinh.com. Follow Nhà Bếp Sinh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé.